Bước sang năm mới Quý Mão 2023, con giáp nào cũng mong mình sẽ gặp may mắn, có sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi. Vậy con giáp nào được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn nhất trong năm nay đây? Con giáp tuổi tuất theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên. Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác. Bước sang năm Quý Mão 2023, con giáp tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Bước sang năm Quý Mão 2023, người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn ai sinh ngày âm lịch này chăm chỉ làm việc giỏi giang kiếm tiền cuộc sống sung túc con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng bùng nổ doanh thu nhìn chung nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp họ được đồng nghiệp cấp trên tin tưởng đánh giá cao cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước cả năm giàu có sung túc năm nay người tuổi tuất còn gặp may mắn trong chuyện tình duyên những người còn độc thân sẽ tìm được đối tượng phù hợp vì vậy chớ có bỏ lỡ cơ duyên đặc biệt là các bạn nữ những con giáp tuổi tuất đã kết hôn có mối quan hệ ổn định đừng quên dành thời gian cho gia đình và quan tâm đến nửa kia nhiều nhất có thể